Cũng trong sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, hoạt động của ngành tư pháp và hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã bám sát nhiệm vụ quyền hạn được giao, tuyên truyền kịp thời những văn bản pháp luật mới được ban hành và đổi mới dưới nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả. Năm 2020, ngành tư pháp tỉnh được xếp hạng A và đứng thứ 5 trên 63 sở tư pháp các tỉnh thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị thời gian tới, ngành tư pháp cũng như các thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và tiếp tục phấn đấu giữ vững được vị trí có thành tích đứng đầu cả nước như hiện nay. Ngành tư pháp thực hiện tốt công tác tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, quy trình với chất lượng hiệu quả. Tại hội nghị, Sở Tư pháp công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Phạm Lê Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.